10 loại rau củ rẻ tiền nhưng giàu chất sắt không kém gì thịt bò. Người bị thiếu máu, suy nhược mới mổ ăn rất tốt. Lâu nay mình cứ tưởng chỉ có thịt bò, thịt lợn hay gan mới nhiều chất sắt, nên thỉnh thoảng thấy quay quay chóng mặt như thiếu máu là mình tăng cường mấy món này ngay lập tức. Mời các bạn cùng tham khảo 10 loại thực phẩm từ rau củ hay các loại hạt cũng chứa nhiều lượng sắt dồi dào, không kém gì thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Thứ nhất, bí ngô. Ngoài chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein thực vật, canxi, kẽm, phốt pho, carotein, vitamin, axit amin thiết yếu, bí ngô còn rất giàu sắt. Không chỉ vậy, hạt của chúng cũng là nguồn cung cấp chất sắt dồi dào. Theo nghiên cứu, trong 100g hạt bí ngô có chứa 15mg sắt. Thứ hai, bông cải xanh. Bông cải xanh vốn là thực phẩm nổi tiếng giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C trong bông cải xanh. Không chỉ vậy, nó còn chứa rất nhiều sắt, giúp cải thiện chất lượng máu trong cơ thể. Theo tính toán, trong 100g bông cải xanh chứa tới 2,7mg sắt. Thứ ba, rau chân vịt. Là loại rau giàu dinh dưỡng, nhưng rau chân vịt cũng là nguồn cung cấp sắt dồi dào cho cơ thể, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Theo kết quả nghiên cứu, cứ trong 3 chén rau chân vịt chứa khoảng 18mg sắt. Thứ tư, khoai tây. Các món ăn từ khoai tây như khoai hầm, luộc hoặc hấp rất phù hợp với người mắc bệnh thiếu máu, bởi trong loại thực phẩm này rất nhiều sắt. Theo nghiên cứu, cứ 100g khoai tây chứa tới 3,2mg sắt. Thứ năm, đậu phụ. Không chỉ dân dã và dễ ăn, đậu phụ còn chứa nhiều chất sắt, rất tốt cho người bị bệnh thiếu máu, bổ sung thường xuyên. Theo tính toán, trong 1/2 chén đậu phụ chứa khoảng 3mg sắt. Thứ sáu, nho. Trong nho chứa nhiều canxi, phốt pho, các vitamin, axit amin và đặc biệt rất giàu sắt, tốt cho người thiếu máu. Ngoài ra, nó còn có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể. Ăn nho thường xuyên không chỉ giúp gan loại bỏ được độc tố có hại trong cơ thể, nó còn có lợi cho quá trình tái tạo máu. Thứ bảy, củ cải đường. Hàm lượng sắt phong phú trong củ cải đường có thể giúp hồi phục các tế bào máu đỏ và hỗ trợ việc cung cấp oxy mới cho cơ thể. Ngoài ra, củ cải đường còn có khả năng hấp thu oxy trong máu gấp 4 lần, nên được chuyên gia khuyên bổ sung thường xuyên, đặc biệt với những người đang mắc bệnh thiếu máu. Thứ 8. Hạt vừng. Vừng rất thích hợp ăn hàng ngày để ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Điều này có được là nhờ vừng không chỉ giàu dinh dưỡng, nó còn chứa nhiều sắt tốt cho cơ thể. Theo tính toán, trong một thìa canh vừng có thể chứa 1,3mg sắt. Thứ 9. Mật ong. Trong mật ong chứa một lượng sắt và mangan dồi dào. Không chỉ cung cấp lượng sắt cho cơ thể để giảm tình trạng thiếu máu, thực phẩm này còn giúp duy trì sự cân bằng giữa các huyết sắc cầu máu đỏ và huyết sắc tố. Và thứ 10, đỗ. Các loại đỗ như đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ xanh, đỗ tương đều rất giàu sắt nên có lợi cho những người mắc bệnh thiếu máu. Ngoài ra, chúng còn rất giàu molybden, một khoáng chất cần thiết cho việc hấp thụ sắt và phát huy chức năng enzyme. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Ngôn Tình nhé.